Xin chào các bạn, trong tầm giá khoảng tầm 3 triệu rưỡi, mình tự tin khẳng định đây là chiếc máy đem lại trải nghiệm nhìn sướng nhất anh em nhé. Redmi Note 13 phiên bản sách tay. Tuy nhiên chiếc máy này thì so với cả đời cũ ấy, thậm chí nó sẽ bị tụt lùi một vài điểm nhé. Cụ thể là gì thì ok. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ đánh giá lại cho các bạn về chiếc Redmi Note 13 này và mình sẽ so sánh lại một chút với cả chiếc Redmi Note 12 nhé. Bắt đầu video. Ok, trước khi bắt đầu video, tại vì sao mình lại so sánh chiếc máy này với cả chiếc Redmi Note 12 ấy, là vì hiện tại mức giá của hai máy chênh nhau rất ít anh em nhé. Nếu mà cùng phiên bản ấy, RAM 8GB chẳng hạn thì chiếc Redmi Note 13 ấy sẽ chỉ đắt hơn chiếc Redmi Note 12 khoảng tầm 500.000 mà thôi. Đây là một cái con số mà đa số anh em đều sẽ cố được đúng không nào? Tuy nhiên, dù là phiên bản đời sau nhưng mà chiếc Redmi Note 13 ấy sẽ có vài điểm thậm chí là thấp hơn so với cả chiếc Redmi Note 12 nhá. Cụ thể tí nữa mình sẽ nói sau, được chưa? Còn bây giờ hãy cùng mình nhìn lại về chiếc Redmi Note 13 để xem nó có những gì nha. Và vẫn như mọi khi thôi, mình rất thích chê máy nên mình sẽ chỉ ra cho các bạn những cái nhược điểm của chiếc Redmi Note 13 trước nha. Chê trước, tí mình sẽ khen sau. Ok, nhược điểm đầu tiên này, chiếc máy này thì sẽ chỉ có một loa mà thôi. Đấy, rất đáng tiếc nha. Giá như mà có hai loa thì gọi là perfect luôn, được chưa? Nhưng mà thôi, rất may thì em này sẽ có giác tai nghe 3.5mm này, cộng với cả tuy chỉ có một loa nhưng mà chất lượng âm thanh ấy nó là ok trong tầm giá nhé. Các bạn nghe tầm 60-70% ấy, âm bass cũng khá là rõ nha, không bị quá rẻ tiền. Điểm trừ tiếp theo, chiếc máy này không có camera góc siêu rộng anh em ạ, cũng hơi tiếc nhỉ. Giá như mà có, tuy là chỉ phèn thôi cũng được nhưng mà cái cam siêu rộng rất là tiện nha. Nhiều khi mình chụp phong cảnh các thứ ấy, có camera siêu rộng rất ok. Điểm trừ tiếp theo, chiếc máy này thì vì là hãng có bán chính hãng, vậy nên chúng ta sẽ không thể unlock tại thời điểm mình làm video các bạn nhé. Tức là sao? Không unlock được thì anh em sẽ không thể nào mà tự do up ROM thoải mái được. Mặc dù chiếc máy này thì có thể up ROM nha. Chúng ta sẽ up ROM bằng cách là vượt quyền. Đấy, up ROM không cần phải unlock. Tuy nhiên, nhược điểm của nó ấy, là khi up ROM như vậy, các bạn sẽ mất chi phí mỗi lần up ROM. Đấy, khoảng tầm 150-200. Nên với những bạn vọc thủ thì đây cũng là một chiếc máy không quá ngon nhỉ? Ok, đó sẽ là toàn bộ những cái nhược điểm của chiếc Redmi Note 13. Còn lại chiếc máy này, ok các bạn nhé. Đầu tiên về thiết kế này, mình tin là đa số anh em ấy đều sẽ cảm thấy thiết kế của chiếc Redmi Note 13 là ok, là đẹp trong tầm giá, đúng không nào? Chúng ta sẽ có một chiếc máy đúng chen luôn, viền vuông này. Phiên bản màu trắng của máy ấy, rất đẹp các bạn nhé, rất tinh tế đúng không? Cái phần cụm camera thì khá giống so với cả chiếc Redmi Note 13 Pro, chỉ là bị cắt giảm đi một ống kính mà thôi. Tất nhiên rồi, máy giá rẻ nên khung viền sẽ chỉ là nhựa các bạn nhé. Mặt lưng thì theo mình trải nghiệm ấy, chắc cũng chỉ là nhựa thôi. Nhưng mà cảm giác cầm ấy không bị phèn đâu nhá, cầm khá là ok. Máy cũng tương đối mỏng anh em nhá. Và các bạn biết gì không? Hơn 3 củ, chiếc máy này có kháng nước IP54. Đấy, dùng yên tâm hơn hẳn đúng không? Điểm cộng tiếp theo, màn hình. Đấy, nãy mình nói rồi, trong tầm giá 3 củ rưỡi, mình tin cái màn hình của chiếc Redmi Note 13 sẽ chinh phục gần như tất cả mọi người cầm vào. Các bạn sẽ có gì? Chưa bàn tới thông số nhá. Viền rất mỏng đúng không nào? Nhất là phiên bản màu trắng ấy sẽ tạo ra cảm giác viền mỏng hơn nữa. Và khi mà các bạn trải nghiệm nhá, màu sắc màn hình này rất là ok, xem phim giải trí tuyệt vời trong tầm giá. Đây sẽ là một cái màn hình AMOLED này, 6.67 inch Full HD, tần số quét là 120Hz và độ sáng tối đa sẽ là 1000 nits. Thực sự là hiện tại trong đầu mình ấy chưa có bất kỳ chiếc máy nào tầm giá, thậm chí 4 củ đi, màn hình đẹp hơn ở chiếc máy này, được chưa? Thậm chí 4 triệu rưỡi cũng rất khó nha. Thông số phần cứng ok, màu sắc tốt và đấy, viền màn hình mỏng nên trải nghiệm nhìn ấy rất là phê. Tiếp theo, pin sạc em này cũng rất là ok anh em nhé. Dung lượng 5000 đi kèm với cả sạc nhanh 33W và tất nhiên Xiaomi mà, chúng ta sẽ được tặng sẵn củ sạc nha, không bay vào MT. Về con chip thì sao? Redmi Note 13 sử dụng Dimensity 6080. Khi mà chấm điểm số AnTuTu ấy, nó sẽ lanh quanh khoảng tầm hơn 400.000 điểm các bạn nhé. Tất nhiên rồi, con chip này thì không yếu nhưng mà để mà mạnh ấy cũng chưa phải nha. Hiện tại với chiếc Redmi Note 13 trong tầm giá là một chiếc máy hiệu năng ok. Các bạn chơi game nhẹ như kiểu là Liên Quân này, tốc chiến Free Fire, ngon lành, 60fps khá ổn định nhá. Chơi game tầm trung thì cũng gọi là tạm ổn thôi. Đấy, như kiểu là COD với cả PUBG ấy. Các bạn xác định là chơi đồ họa thấp cho mình thì vẫn gọi là tạm ổn nha. Và camera của chiếc máy này thì có độ phân giải lên tới là 108 chấm anh em nhá. Tất nhiên, con số 108 chấm thì để marketing thôi. Nhưng dù sao ấy, đây cũng là một cái cảm biến không hề phèn, được chưa ạ? Chất ảnh cho ra của chiếc Redmi Note 13 thì cũng rất là ok trong tầm giá. Tổng kết lại, trong tầm giá 3 củ rưỡi thì đấy, đây là một chiếc máy thiết kế đẹp này, màn hình tuyệt vời, pin sạc ok, camera đủ dùng cơ bản. Vậy thì khi mà so với cả đời cũ là chiếc Redmi Note 12 ấy, chiếc máy này sẽ hơn những gì? Đấy,
tranh nhau tầm 500.000 các bạn nhé. Cùng phiên bản RAM thì chiếc máy này sẽ có thiết kế đẹp hơn hẳn luôn. Redmi Note 12 hơi xấu nhá, hơi lạc hậu một chút. Chúng ta sẽ có màn hình tuy là độ sáng bị giảm đi nhá. Redmi Note 12 ấy, độ sáng lên tới là 1200 nits cơ. Em này sẽ chỉ là 1000 mà thôi. Nhưng đây là con số thôi các bạn nhá. Còn trải nghiệm thực tế thì màn hình của chiếc Redmi Note 13 ấy ngon hơn hẳn luôn. Mình không chê màn hình của Redmi Note 12 đâu nhá. Chẳng qua là con này ngon quá thôi nên là nó sẽ hơn so với cả em kia nhá. Chứ còn Note 12 ấy vẫn rất là ok rồi. Hiệu năng, đây là một thứ anh em bàn rất là nhiều này. Redmi Note 12 ấy sẽ là Snapdragon 4 Gen 1 và mình công nhận nó mạnh hơn so với cả Dimensity 6080 nhá. Tức là sao? Redmi Note 13 yếu hơn so với cả Redmi Note 12. Nhưng mà không nhiều đâu các bạn nhá. Chắc chênh nhau khoảng tầm 50% thôi. Tại vì cả hai chiếc máy thì đều là máy giá rẻ mà, dùng cơ bản với cả chơi game nhẹ thôi nhá. Còn đâu thì pin sạc vẫn thế này, camera thì đấy, nâng cấp số chấm nhưng mà chất ảnh chụp ra ấy không khác quá nhiều. Nói chung ấy, điểm khác biệt nhất của chiếc Redmi Note 13 so với cả Redmi Note 12 là thiết kế với cả màn hình nha, khác hẳn luôn. Thì theo quan điểm của mình đi, bỏ ra thêm 500.000 mà có một cái màn hình phê như này thì rất là xứng đáng nha. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Redmi Note 13? Trong tầm giá khoảng tầm 3 củ rưỡi các bạn có mua hay không? Hay là chỉ mua chiếc Redmi Note 12 thôi, tiết kiệm được khoảng tầm 500.000, để lại comment phía bên dưới nhé. Và đừng quên, link mua cả hai chiếc máy mình sẽ để dưới phần mô tả này, cộng với cả bình luận game. Rồi xin chào, bye bye.